À, xin chào anh em nhé. Cái lô 230 mà vỏ màu đen ý, màu đen thế này hai thì em bán hết rồi. Thì về cùng với cái lô đấy là hôm nay là có mười mấy cái con này vỏ nó màu có một tí viền màu cam đấy các bạn. Viền màu cam ấy thì hôm nay em đăng lên cho anh em nào mà cần thì em bán nhé. Đây cái luồng sáng nó ra anh em này. Con này nó có thêm 5 cái bông họa tiết mới. Nên nó sẽ có những cái luồng nó kiểu này. À con này hình như nó còn có cả đa sắc nữa hay sao ấy. Hải thay đổi cái các cái luồng kìa. Đổi cả 5 cái bông nhuộm kìa. Đây là đa sắc à? À, 5 cái bông nhuộm đây em sẽ quay cái hình bông nhuộm cho anh em xem. Đấy vỏ của cây 15 con này thì nó có hơi xấu hơn cái lô kia một chút. Bọn này chắc là khoảng đến 21 đấy. Đây bông nhuộm của nó đây. Nhưng mà nó lại lắp cho 5 cái bông nhuộm mới. Đấy rất ok. Em nhập giá là bằng nhau, vậy là giá em bán vẫn bằng nhau anh em nhé. 5 triệu rưỡi một cặp đèn, 5 triệu rưỡi một cặp đèn. Anh em mà lấy thùng đơn thì thùng đơn mới tinh 750.000 một chiếc. Giá gọi là tốt nhất thị trường rồi, không bao giờ anh em mua ở đâu được cái thùng đơn của BM 230 với cái giá 750 nhé. Và nếu mà các anh em không mua đèn mà bảo em bán thùng không thì em cũng không bán nhé. Tại vì em lấy luôn từ bên kia về để vận chuyển cùng đèn về cho nó đỡ bị dập vỡ đấy. Đây các bác có thể thấy luôn trên video này là cái vỏ nhựa của cái lô này, vỏ nhựa bên ngoài này nó bị chảy xước cái đoạn này hơn cái lô kia thì không có chảy một tí nào nhé. Đấy còn cái vỏ nhựa này nó chảy nhẹ như này rồi thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến mình sử dụng cả. Quan trọng là cái linh kiện nội thất bên trong là nó vẫn còn rất là sáng đẹp. Đấy, vẫn còn sáng đẹp anh em nhé. Kính thì đã là 4D hết rồi. Con này thì đó thêm có thêm một cái combo đa sắc và 5 combo nhuộm anh em nhé. Giá bán là 5 triệu 500 nghìn đồng một cặp. Anh em nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Xin chào các bác nhé.